Chiếc xe buýt 2 tầng này sẽ phục vụ riêng cho các phóng viên quốc tế tham quan Hà Nội trong dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2. Nếu như những ngày bình thường, tần suất hoạt động của tuyến buýt 2 tầng là 30 phút một chuyến, thì những ngày này, đơn vị đã rút ngắn xuống còn 15 phút một chuyến, từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày, với lộ trình sẽ đi qua 13 điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Xí nghiệp xe buýt In Viên còn bố trí riêng một chiếc màu đỏ đỗ ngay trước cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để dành riêng cho các phóng viên đeo thẻ tác nghiệp hội nghị có nhu cầu di chuyển đến các điểm du lịch của thành phố Hà Nội. Tức là theo cái tour của chúng tôi thì trên cái lộ trình của chúng tôi sẽ đi qua trên 10 cái điểm du lịch của Hà Nội chính. Thế thì trong đó những cái điểm chính ví dụ như là những cái điểm về văn hóa đó thì có thể là qua Quảng trường Đông Kinh Nghệ Thục, có thể qua Văn miếu Quốc Tử Giám hoặc có thể Hoàng thành Thăng Long. Còn đặc biệt là các phóng viên nhà báo có thể cần những cái điểm để gọi là trải nghiệm về Hà Nội ngày kia thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ. Trong đấy cái mong muốn duy nhất của bọn tôi tức là làm sao để đưa được các hình ảnh của thủ đô Hà Nội mình đi ra rộng nhất có thể, đặc biệt là cái lĩnh vực về du lịch, về con người và đất nước Việt Nam của mình. Đến thời điểm này, mọi công tác phục vụ đi lại cho các nhà báo quốc tế đến các điểm du lịch của Hà Nội đã sẵn sàng. Ngoài chuẩn bị các chai nước miễn phí, hướng dẫn viên trên xe còn chuẩn bị hàng trăm tờ bản đồ có chú thích 13 điểm du lịch nổi tiếng và một thiết bị tai nghe cắm trên ghế được dịch 10 thứ tiếng để các phóng viên có thể lựa chọn đến các điểm du lịch theo nhu cầu. Dù bận bịu suốt mấy ngày nay, nhưng với mỗi cán bộ nhân viên của xí nghiệp xe buýt In Viên như chị Hồng hay anh Hùng, không giấu nổi niềm phấn khởi tự hào vì mình cũng được đóng góp công sức giúp hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 thành công tại Việt Nam. Bản thân City Tour hiện tại đang phục vụ là chủ yếu là khách nước ngoài và trong cái dịp này thì là vinh dự hơn, là đặc biệt là các nhà báo của nước ngoài, thì tôi nghĩ là cái này là một cái vinh dự nhất cho bản thân và cũng là một cái cách quảng bá thương hiệu cũng như đưa những hình ảnh của Hà Nội, những điểm du lịch của Hà Nội ra cho các bạn bè thế giới cùng được biết. Và cái tôi nghĩ đây là cũng mà không những là vinh dự của toàn thể anh em của xí nghiệp cũng như toàn thể của người dân thủ đô. Tôi cảm thấy tôi rất là vinh dự và muốn làm tốt công việc của mình để phục vụ đưa đón đoàn an toàn và thân thiện. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đưa chuyến xa đi an toàn và đem lại những giây phút thoải mái cho các bạn nước ngoài. Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội thu hút khoảng 2.500 đến 3.000 phóng viên quốc tế. Vì vậy, việc tạo điều kiện thuận tiện cho các phóng viên được tham quan miễn phí các điểm du lịch của Hà Nội cũng là cơ hội để quảng bá các điểm đến du lịch an toàn cho du khách quốc tế.